Những năm gần đây, người dân trồng na ở Lạng Sơn luôn có thu nhập từ 5 đến 700 triệu đồng mỗi vụ. Từ thôn bản nghèo khó, nay đã có 60 đến 70 hộ giàu nhờ trồng na. Vùng sản xuất na Chi Lăng chủ yếu tập trung ở các xã như Chi Lăng, Mai Sao, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ. Với phần lớn diện tích là núi đá vôi, tưởng chừng nơi đây sẽ chỉ có cây dại mọc, vậy mà người dân Chi Lăng, Lạng Sơn đã bắt những vách đá vôi nở hoa và nhả vàng. Ở Chi Lăng, na cho năng suất và chất lượng hoàn hảo không nơi nào có được. Với diện tích trồng na ước đạt trên 2.300 ha cho sản lượng khoảng 20.000 tấn quả trên một năm, bao gồm cả na giải vụ, doanh thu ước đạt khoảng 700 tỷ đồng. Thì Chi Lăng có hai loại na, na bở và na dai. Trong đó là na dai là chiếm diện tích là khoảng trên 80%, còn lại là na bở. Thì hai loại na này thì hiện tại thì giá bán trên thị trường thì giá của na bở là cao khoảng gấp 2 lần so với na dai. Thì đem lại cái giá trị kinh tế rất là lớn cho bà con nông dân. Có những hộ là có thu nhập từ na từ 5 đến 700 triệu đồng trên một vụ. Ngoài kỹ thuật giải vụ, người dân Chi Lăng sử dụng chế phẩm sinh học trong bảo quản na sau khi mở mắt, kéo dài chin cây lên 8 đến 10 ngày, giúp quá trình vận chuyển, tiêu thụ xa tốt hơn, dễ dàng tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Để xúc tiến sản phẩm na hay nói một cách khác là giúp bà con bán na ấy, thì thứ nhất là cái kênh truyền thống thông qua các cái chợ, qua các cái thương lái thì cũng đã có các hợp tác xã, các tổ hợp tác xã ký kết trực tiếp với các cái doanh nghiệp này để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp với Viettel, VNPT để thực hiện mở các cái gian hàng số trên vỏ sò, trên Vietnam Postmark để thực hiện cái quảng bá cho bà con. Thế và năm vừa rồi thì bà con trong cái vụ dịch ấy, bà con cũng hết sức ấn tượng, đã bán được trên 2,8 tỷ đồng tiền na và đánh giá là một trong những cái sản phẩm nông sản mà được bán nhiều nhất trên cái trang cái kênh hàng điện tử của các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay thì quả na Chi Lăng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ, chứng nhận bảo hộ, thế rồi cũng đã được công nhận là một trong 10 cái loại trái cây ngon nhất trên địa bàn của toàn quốc. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có ban hành những nghị quyết chuyên đề. Thứ nhất là hàng năm là sẽ mở rộng phát triển từ 300 đến 500 hectare na. Tiếp theo là có cái chỉ đạo để tăng cái giá trị gia tăng của quả na, như sẽ sản xuất các cái loại nước ép quả na, rồi thực hiện các cái loại kẹo từ cái sản phẩm na, rồi các cái sản phẩm nước uống, sản phẩm rượu từ cái sản phẩm na để làm sao mà bảo quản và nâng cao cái giá trị sản lượng. Hiện nay, na Chi Lăng đã được trồng theo tiêu chuẩn sản xuất tốt, sạch, thân thiện với môi trường, VietGAP, GlobalGAP và sản phẩm thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh, thị trường Hà Nội và một số tỉnh lân cận, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Dự kiến đến hết năm 2022, có 3 sản phẩm na Chi Lăng của thị trấn Đồng Mỏ và xã Chi Lăng, xã Y Tịch đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao và 1 sản phẩm na Chi Lăng của thị trấn Chi Lăng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.